Ngày hôm nay đây anh em chúng tôi có mặt tại quận Bình Tân ngay đường Nguyễn Quý Yêm để xử lý một cái máy lạnh cho cái anh khách này. Thì cách đây cũng vài tháng trước rồi đã bảo trì rồi, nhưng ngày hôm nay trở lại thì anh có báo tôi là cái máy nó lạnh nhưng nó kém lắm. Thì khi đến kiểm tra ra thì phát hiện một vài cái bệnh, thì cái bệnh này cũng rất là thường gặp khi mà tôi đi làm cái nghề máy lạnh. Đây là hiện tượng mà gió nó luôn không đều nha quý vị. Thì cái trường hợp này chỉ có nước là xả xuống và hạ tháo thấp xuống, tháo tất cả chi tiết ra bắt đầu xử lý cho anh. Anh cũng không ngờ rằng ở bên trong nó dơ cũng kiếp thế này. Chút xíu các bạn tiếp tục chịu khó xem video để thấy được bên trong của máy. Đây, bên trong ở đây mới sử dụng có tầm 3 năm thôi. 3 năm thôi mà bây giờ nó khủng khiếp như thế này nè. Đó thì bắt đầu là anh khách ở đây tôi quay phim lại và chỉ cho anh khách coi luôn. Đồng thời anh nói trời sao máy dơ dữ vậy, bên trong nó dơ khủng khiếp vậy. Thì bây giờ xử lý nó bằng cách là làm cho sạch hết tất cả cái, sau đó ráp lại. Điều đặc biệt là các bạn lưu ý nha, khi xử lý những cái loại máy mà tiết kiệm điện, đặc biệt cái dòng ga 32 hoặc là 410, thì chúng ta phải tiến hành một cái khâu cực kỳ quan trọng, đó chính là hút truyền thông. Thì đây là cái lúc mà tôi xử lý bên trong cái nhà vệ sinh đây. À, cái máng nước mà nó sạch sạch vậy, lúc này đã xong rồi, đứa em nó đang quay video cho tôi đây. Đó, nó quay như lại ha, để bắt đầu là tôi xử lý trên đây, rồi gắn bo mạch, rồi tất cả những cái linh kiện nào của nó, tất cả cái luôn, rồi siết tán, siết bọng là hết, hút chân không này kia đã thực hiện xong hết rồi. Bây giờ là lúc chúng tôi bắt đầu đấu điện lại và cho cái máy test thử. Thì thực sự ra khi mà test thử trong vòng khoảng chừng đâu là không tới nửa tiếng đồng hồ, cái phòng nó đã đạt nhiệt độ và anh khách cảm thấy ưng ý và hài lòng. Thì đây là tất cả quy trình chúng tôi làm việc khi xử lý một cái máy lạnh Panasonic bị kém lạnh quý vị. Nếu như chúng ta có gặp một cái tình trạng là máy đã bảo trì rồi cách đây khoảng chừng 1-2 tháng nhưng mà tại sao có độ lạnh nó vẫn không đạt, thì có thể liên hệ bên mình để bên mình có thể đến mà xử lý cho tất cả cô chú anh chị mình nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video này. Hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở video tiếp theo.